ghét nhất ai trên đời. Hỡ cái chê tao mập, tao như heo thì tao cũng đâu có dành ăn cơm tụi bay đâu. Thứ ôm nhôm như mày ở dưới quê tao đầy, ăn bao nhiêu đồ ngon nhưng sao vẫn gầy không to được như tao. Tao đã sao kề cha tao, tao đâu có chọc tụi bay đâu. Không ăn ngon được như tao cho nên chúng mày ngồi gâu gâu. Thôi sân si làm chi đâu, cho thằng héo gầy rồi lo âu. Nếu bay thương mẹ cha thì đừng phụ công ông ba nuôi dưỡng. Nhiều tháng ăn quất trên